Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra một vụ cháy liên hoàn làm thiêu rụi một xe ô tô chở 5 xe bán tải Vinasuki loại 1,25 tấn, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 2 khi Trần Xuân Hòa sinh năm 1989 ở xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai đang điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 52LD8291 chở 5 xe bán tải Vinasuki loại 1,25 tấn lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam đoạn qua xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Theo nhiều người dân, khi xe vừa qua khỏi cầu Danh thì phát hiện khói ở phía thùng xe. Thời điểm phát hiện cháy, xe đang đi qua đoạn đường đông dân cư nên rất nguy hiểm nếu dừng lại, buộc lái xe phải chạy tiếp khoảng 3 km rồi mới dừng lại. Sau khi nhận được thông báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Bố Trạch, phòng cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá mạnh đã thiêu rụi toàn bộ xe tải và 5 xe ô tô trên thùng xe, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 3 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.